Taylor sẽ chia sẻ cách Taylor chuẩn bị ương xu như thế nào nha. Máy củ xu này thì cô của Taylor cho nhà chồng rất là nhiều, cho nên cô Taylor mỗi năm là cắt để lại trái giống á các bạn. Rồi các bạn cứ để trong cái rổ giống như nè, cái rổ mà nó có kẻ thưa thưa nè. Nếu như mà còn có cái mặt trời hoặc là cửa sổ sáng giống vậy thì tốt, còn nếu không thì các bạn để trong nhà để xe cũng được. Rồi các bạn mở đèn lên, lúc nào nó cũng cần ánh sáng hết nha. Cái xu này mình không có cần bỏ vô đất gì hết á, mình cứ để giống vậy thì cây nó lên rễ nè, nó lên cái nhánh nè các bạn. Các bạn thấy không, nó lên không cần đất nha, nó lên đẹp dễ sợ luôn. Mà các bạn thấy nó nên ngay chỗ này mà nếu mà chỗ này nó to thì cái nứt rễ của nó ra bự mạnh hơn đó. Mình cứ để vậy đi. Rồi nó cần rất là nhiều ánh sáng, nếu mà các bạn không có ánh sáng thì mình mở đèn cho nó. Các bạn nó ra cái nhánh, mấy cái nhánh su nè. Wow, cái trái này nó ra cái nhánh su rất là to luôn nè, các bạn thấy không, ra rất là to luôn. Cái nhánh này á, khi mà khoảng chừng đầu tháng 4 hoặc là nửa tháng 4 á, ấm trời nắng ấm xíu mình đem ra ngoài đất á các bạn, mình trồng xuống luôn thì mình làm cái vàng cho nó bò nhanh. Đây là tất cả là thay là có 10 trái su nha các bạn. Và trái su này nó có gai nè, nó có nhiều, rất là nhiều gai, nó còn cứng lắm các bạn, nó rất là tươi. Đây nè, còn ở bên kia là Taylor cũng có một trái mà bỏ xuống đất rồi nha các bạn. Bỏ xuống đất rồi mình nó ít phát triển hơn là cái mà mình để giống vậy. Mình để giống vậy thì nó lên nhiều hơn. Mình chuẩn bị ương cho cái này trong năm nay, mùa hè năm nay nha các bạn. Mùa hè tới mùa thu năm nay mình có ăn nha. Bây giờ mới bắt đầu mùa xuân ở bên Mỹ á các bạn, cho nên cái trời mùa xuân này á, đầu mùa xuân nó còn rất là lạnh. Bây giờ thấy là các bạn thấy Taylor bạn nó lạnh là có nghĩa là nó còn lạnh lắm, thấy trời nắng đẹp vậy đó chứ mà còn rất là lạnh luôn. Rồi xong mấy cái này nè mà các bạn để khoảng chừng nửa tháng 4 nó vừa ấm mà nó có hơi lạnh là bắt đầu mình đem ra trồng được rồi đó. Máy củ su này á ngoài chợ tìm không có nha các bạn. Mấy cái loại mà có gai giống như nè, ở ngoài chợ tìm không có nha, giống như ở nhà có ai trồng rồi mình xin về mình làm mình trồng á thì mình mới có giống giống vậy. Rất là dễ thương luôn. Trồng cây thì cũng có cái thú vui của trồng cây đó bạn ơi, nó ra trái dễ thương mình mê lắm. Wow, mấy cái này nè, mấy cái nhánh xu này nè các bạn, nếu mà mình thấy nó cái gốc không phải cái nhánh nó có cái gốc nhiều quá đó, nó có cái mắt nè nhiều quá, mình có thể cắt bớt để cho nó phát triển thêm á. Mà các bạn cái trời này á, theo các bạn thấy thay là ngọn ngoài nắng gì á, cũng không phải là ấm đâu nha, tại vì bây giờ nó vẫn còn có tiết. Thấy trời nắng vậy nhưng mà rất là lạnh. Nếu như mà mình đem cái củ su này ra mình trồng bây giờ thì nó không sống nổi. Các bạn thấy từ trong nhà thay lời nhận ra nè, trên mấy cái nóc nhà có nhà bên cạnh đó, thấy tuyết nó còn hơi đậm lại đó, chưa có tan hết nữa đó. Các bạn thấy không, cái nhà này nó có nó che ánh nắng mặt trời cho nên các bạn thấy trên nóc nhà còn thấy tuyết đó. Rất là nhiều hoa anh đào luôn. Ở bên đằng xa bên kia kìa, mình thay lời thấy nhiều cây hoa anh đào lắm. Daffodil này các bạn, daffodil này không biết tiếng Việt là gì nhưng mà
À, cái mùa này là cái mùa daffodil lên nè các bạn. Cái bông màu vàng rất là dễ thương. Ồ đây nè, nó ra bông rồi nè các bạn. Nó có cái nhị màu cam, cái bông thì màu vàng. Bây giờ là đang mùa xuân, bắt đầu mùa xuân á các bạn. Cho nên cây lá hoa là bắt đầu nó nở ra rất là dễ thương luôn. Cái bông này thì bây giờ nó đang ra lá nè. Đây là cái đường đi lên nhà ngoài sau vườn có thay lời nè các bạn. Cái cổng đi vô có thể chữ welcome rất là dễ thương. Đây các bạn, thay lời mua mấy cái nhà mộc mạc thì là mình treo lên giống như cổ chưa hay là ở nhà quê á, thấy cũng rất là dễ thương. Ở đây là đèn solar. Ở ngoài đây ngoài trời rồi các bạn, thay lời thấy ngoài nắng ra đi ra ngoài dạo cho nó mát mà lạnh kinh luôn. Bông daffodil hồi nãy thay lời chỉ với các bạn là bông ở trong nó có nhị năm cam á. Nhưng mà cái này nó chỉ nở mùa xuân thôi các bạn, rồi xong rồi khoảng chừng khoảng 2 tuần đó đã nở hết rồi đó. Đây là dâu nè các bạn, dâu thay là trồng ở trong cái chậu giống này, mình treo nó lên thì nó thích hơn. Giờ nó bắt đầu nó chuẩn bị lên rồi nè các bạn. Thay là trồng nhiều, rất là nhiều chậu để mình năm nay mùa hè mình có nhiều dâu mình ăn á. Cái này là cây mai Mỹ nè các bạn. Mai Mỹ mà nó bây giờ nó trổ bông rất là đẹp. Nó trổ bông mùa xuân nha, chứ không phải trổ bông lúc Tết. Nè, cái bông nó nhỏ hơn nhưng mà nó ra bông rất là nhiều. Thì là mua một nhánh nhỏ thôi. Nhưng mà mấy con mai á, nó xuống nó ăn hết trơn rồi. Giờ còn có chút xíu rồi, ốm nhôm.